Các bạn đang xem chương trình Đầu Bếp Nhí. Đây là đầu bếp chính bé Cún. Thế là Đỗ Khởi Nguyên. Năm nay Khởi Nguyên 4 tuổi rồi. Khởi Nguyên đang trổ tài nướng vú dê. Bánh của tôi đâu? Đấy, hôm nay là sinh nhật của bà nội Cún nè. Cún đang trổ tài. Thôi cái đó, nhớ rồi bỏ đi con. Đi đi đâu bỏ nó ngoài đây. Đó, đi đi ngoài đây. Cún chào mọi người đi, giơ tay chào. Bún này đích thân nướng nè. Wow. Bún ở đâu đi bún nè? Mẹ, mày ở đây. Rồi chương trình đón giáng sinh nhật. Đây hôm nay mới được bắt đầu. Chính thức mừng sinh nhật của mami. Ngày đúng ngày luôn. Hôm nay hàng đá chúa đang tắt đèn cắm quạt. Rồi. Đang như cắm quạt, đang văn rút ra cắm quạt đó. Pháo bông nữa nè. Có pháo bông nữa nè. Mình phải happy birthday trước rồi mới làm được tiệc luôn. Rồi nến này cho bỏ tủ lạnh nè. Rồi. Cái nến à? Không phải, cái này là pháo. À. Sáng rồi, nó lạnh rồi. Bảo nó con, nó bọc đó. Dưới tiểu mồi chứ. Để trong hộp cũng được, cần để bỏ ra. Ê, chết rồi con ơi. Nhặt lên, nhặt lên. Em gọi mẹ đi. Trời ơi. Ừ. Cái này đúng không? Trong con à? Trời ơi. Đất xuống đất. Phủi đi đi, phủi đi. Phủi đi ra cái đi không cái này. Đấy, đây, 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 mẹ phủi. Thương có gì cho người không? Biết. Đen à, con lại đây. Ăn nhiều lắm. Đồ ăn nhiều trên bàn rơi rớt hết rồi. Con ngồi đây nè. Ngồi đây. Đây. Đáo có dính tương không? Coi coi. Ok. Đấy, ngồi đây nhá. Ông men bóp kiểu gì chạy. Con không ngồi yên lại rớt nữa. Hi hi. Quay quay quay. Ngồi đây. Quay. Đưa phòng đây. Rồi, đầu bếp Nhí nướng pizza đây. Đầu bếp Nhí nướng pizza đây. Đó. Mấy em nhỏ coi mấy em nhỏ coi em bé 4 tuổi nướng pizza nè. Ôi giỏi quá. Ôi đầu bếp này học nướng pizza ở đâu vậy? Ở Ý. Ở Ý hả? À, các bạn thấy không? Đây là bé Cún nè. Học giỏi lắm, bé Khởi Nguyên. Ơi. Đâu, đá là đá nguyên mà. Đá phiên mà. Trời ơi. Đó. Cuốn lật nó đi chứ thường mình quay lên kia. Đây là cá đối. Cá đối này ở ngoài khơi, nó mới to như thế. Béo lắm. Nước mỡ nó chảy ra. Nước ra đâu thì ra chứ.
Xong rồi bác, đó hoạt động rồi bác. Quá chị, con này phải nửa ký. Thì ba con một ký rưỡi rồi bác. Đúng chính xác rồi. Này có tổ hồng vui nè. Nãy vừa mới lên gì gì cũng bảo vậy, cũng cậu học vui. Cần muối. Đã xong cơ, ướp muối. Cá ngừ này nướng vừa tới là chín ăn thịt nó mềm. Ô đừng có cho vào đấy nó cháy. Ô mẹ ướp lâu vậy ạ. Ô cái nướng bia đúng hả? Tham lại chứ. Ồ coi đầu bếp siêu đầu bếp này. Đừng có cho dính vào con cá. Điện máy nhiều. Ơi, đừng có cho dính vào con cá. Cho miếng bánh dẻo dẻo với đây không? Chưa chưa cắt từ từ cuốn từ từ cho bà nội chứ cắt nè. Đưa đưa dao cho bà nội giải mút luôn rồi. Chưa bà nội chưa. Chưa. Một quẹt của bà Văn nữa nè. Máy quá. Chữ nè. Giấy đấy, ngồi yên. Đâu phải còn rút cái quay bác Kiri ra chị. Rút cái chữ quay bác Kiri ra. À, để coi bên. Cái đó xô cô la hay bác là giấy. Giấy hoặc là. Không có hộp quyệt. Bác của bao nhiêu? Đỏ nữa bây giờ. Trên cái giấy đi. Bác cuộc à. Đó, chúng ta bấm nữa. Đè 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 đè. Ngày hôm nay ta cùng họp ở nơi đây, mọi người bên nhau ta hạ bực.
mỡ bộ lòng này. Vô mà quá vô.